Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới, luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 54. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy lấy danh Chúa mà cứu tôi, dùng quyền năng Chúa mà xét tôi công bình. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe các lời của miệng tôi. Vì người lạ giấy nghịch cùng tôi, người hung bạo tìm hại mạng sống tôi, chúng nó không để Đức Chúa Trời đứng trước mặt mình. Này, Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ tôi, Chúa là đấng nâng đỡ linh hồn tôi. Ngài sẽ báo ác cho những kẻ thù nghịch tôi. Xin hãy diệt chúng nó đi tùy sự chân thật Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ dâng cho Ngài của lễ tình nguyện, cũng sẽ cảm tạ danh Ngài vì điều đó là tốt lành. Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi nỗi gian truân. Mắt tôi thấy sự báo trả cho kẻ thù nghịch tôi. Chương 15. Và có mấy người từ xứ Giu-đê đến dạy các anh em rằng: nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se thì không thể được cứu rỗi. Nhưng đó có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó. Người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Giê-ru-sa-lem đến cùng các sứ đồ và trưởng lão đặng hỏi về việc này. Vậy sau khi các người ấy được hội thánh đưa đường rồi thì trải qua xứ Phê-ni-si và xứ Sa-ma-ri, thuật lại sự người ngoại trở về đạo, và như vậy làm cho anh em thay thảy được vui mừng lắm. Vừa tới thành Giê-ru-sa-lem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp rước, rồi thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm. Nhưng có mấy kẻ về đảng Pha-ri-si đã tin đạo đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se. Các sứ đồ và các trưởng lão bèn họp lại để xem xét về việc đó. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: hỏi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Vậy bây giờ cứ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Cả hội đồng đều lặng lặng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những phép lạ dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Nói xong, Gia-cơ cất tiếng lên rằng: hỡi anh em, hãy nghe tôi. Si-môn có thuật thế nào lần thứ nhất Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài? Điều đó phù hiệp với lời các đấng tiên tri, vì có chép rằng: rồi đó ta sẽ trở lại dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên, hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên những việc này có phán như vậy. Từ trước vô cùng Ngài đã thông biết những việc đó. Vậy theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời, song khá viết thơ dặn họ kiên cử cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp Môi-se, bởi mọi ngày Sa-bát trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy. Kế đó, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh bèn quyết định sai những người được chọn ở nơi mình đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến thành Antioch, ấy là Giu-đê, cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la là hai người đứng đầu trong hàng anh em, rồi giao cho hai người bức thơ như sau này: các sứ đồ,
trưởng lão và anh em gửi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành Antioch, trong xứ Syri và xứ Cilici. Bởi từng nghe có một vài người trong vòng chúng ta chẳng lãnh mạng lệnh nào nơi chúng ta, tự lấy lời mình khuấy rối và biến loạn lòng các ngươi nữa. Nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi cùng kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Barnaba và Phaolô mà đến nơi các ngươi. Hai người này vốn đã liều thân vì danh Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Vậy chúng ta đã sai Giuđa và Sila đến để nói miệng với anh em về việc đó. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiên giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. Vậy khi các người đó đã từ giã hội thánh xuống thành Antioch, nhóm hết thảy anh em lại và trao thơ cho người ta đọc thơ, thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi. Giuđa và Sila chính là kẻ thiên tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo và dục lòng anh em mạnh mẽ. Khỏi ít lâu, anh em chúc các người đó bình an mà cho về cùng những người đã sai đến. Nhưng Phaolô và Barnaba ở lại tại thành Antioch, giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Sau ít lâu, Phaolô nói với Barnaba rằng: chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thế nào. Barnaba muốn đem theo Giăng, cũng gọi là Mác. Nhưng Phaolô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili chẳng cùng đi làm việc với. Nhưng đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Barnaba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chipre. Còn Phaolô, sau khi đã chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi. Người trải qua xứ Syri và xứ Cilici làm cho các hội thánh được vững bền. Chương 11. Vả, dân sự bèn lầm bầm, và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nghe, cơn thạnh nộ Ngài nổi lên, lửa của Đức Giê-hô-va cháy phừng phừng giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại quân. Dân sự bèn kêu la cùng Môi-se. Môi-se cầu xin Đức Giê-hô-va thì lửa ngừng lại. Người ta đặt tên chỗ này là Tha-bê-ra vì lửa của Đức Giê-hô-va đã cháy giữa dân sự. Bọn dân tạp ở trong dân Israel sinh lòng tham muốn, đến đổi dân Israel lại khóc nữa mà rằng: ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, mắt chỉ thấy mana mà thôi. Vả mana hình như hột ngò, sắc như trân châu. Dân sự đi tản ra và hốt lấy, rồi nghiền bằng cối xay hay là giã bằng cối giã, nấu trong một cái nồi và làm bánh, nếm giống như bánh nhỏ có pha dầu. Khi ban tối mù sương xuống trên trại quân thì mana cũng xuống nữa. Vậy Môi-se nghe dân sự khóc, mỗi người ở trong nhà mình, tại nơi cửa trại mình. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên phừng phừng, và Môi-se lấy làm buồn bực về điều đó. Môi-se bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: sao Ngài làm cho tôi tớ Ngài buồn? Sao tôi chẳng được ơn trước mặt Ngài, và sao Ngài lại chất gánh nặng của hết thảy dân sự này trên mình tôi? Tôi há có thọ thai dân này sao? Há có sinh đẻ nó sao? Mà Ngài lại phán biểu tôi rằng: hãy ẵm dân này trong lòng ngươi, như người cha nuôi bồng đứa trẻ bú cho đến xứ mà Ngài có thề hứa ban cho tổ phụ của chúng nó. Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho cả dân sự này, bởi vì họ khóc về tôi mà rằng: hãy cho chúng tôi thịt ăn. Tôi không thấy một mình gánh hết dân sự này, vì thật là rất nặng nề cho tôi quá. Nếu Chúa đãi tôi như vậy, và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn nạn tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: hãy nhóm hiệp cho ta 70 người trong bậc trưởng lão Israel, tức là những kẻ ngươi biết là trưởng lão và cai quản dân sự. Hãy dẫn các người ấy đến hội mạc, đứng tại đó với ngươi. Đoạn, ta sẽ ngự xuống, nói chuyện tại đó với ngươi.
ta sẽ lấy thần cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình. Ngươi phải truyền cho dân sự rằng, ngày mai phải dọn mình ra thánh thì các ngươi sẽ ăn thịt. Vì chưng lỗ tai Đức Giê-hô-va có nghe các ngươi khóc mà rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt, vì chúng tôi lấy làm sung sướng tại xứ Ê-díp-tô. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va sẽ ban thịt cho các ngươi thì các ngươi sẽ ăn. Chẳng phải các ngươi sẽ ăn thịt một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hay là hai mươi ngày đâu, nhưng cho đến một tháng trọn, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi và các ngươi ngán đi, vì các ngươi đã bỏ Đức Giê-hô-va ở giữa mình và khóc trước mặt Ngài mà rằng, vì sao chúng tôi đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô? Môi-se thưa rằng, trong dân sự tôi đương ở đây có 600.000 người đàn ông, và Ngài có phán rằng, ta sẽ phát thịt cho dân này ăn trong một tháng trọn. Người ta há sẽ giết chiên và bò đến đổi được đủ cho họ sao? Hay là người ta há sẽ gom hết thảy cá dưới biển đến đổi được đủ cho họ sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, tay của Đức Giê-hô-va há đã vắng lại sao? Ngươi sẽ xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay chăng? Môi-se bèn đi ra thuật lại các lời Đức Giê-hô-va cho dân sự, rồi nhóm hiệp 70 người trong bực trưởng lão của dân sự đặt để xung quanh trại. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong mây phán cùng Môi-se. Ngài lấy thần cảm người và ban cho 70 người trưởng lão. Vừa khi thần ở trên 70 người trưởng lão, bèn được cảm động nói tiên tri, nhưng không cứ nói mãi. Có hai người ở lại trong trại quân, một người tên là Ên-đát, một người tên là Mê-đát, được thần cảm động nói tiên tri tại trại quân. Hai người này thuộc về bọn được biên tên, nhưng không có đến hội mạc. Một đứa trai trẻ chạy thuật lại cùng Môi-se rằng, Ên-đát và Mê-đát nói tiên tri trong trại quân. Giô-suê, con trai của Nun, là người hầu việc Môi-se, đáp lại mà rằng, hỡi Môi-se, chúa tôi, hãy cấm chúng nó. Môi-se đáp rằng, ngươi ganh cho ta chăng? Ôi, chớ chi cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban thần của Ngài cho họ. Môi-se và mấy người trưởng lão đều lui vào trại quân. Đức Giê-hô-va bèn khiến một trận gió nổi từ biển, dẫn những chim cuốc đến vãi trên trại quân và xung quanh. Bên này trải ra dài chừng một ngày đường đi, và bên kia trải ra dài chừng một ngày đường đi, khỏi mặt đất chừng hai thước bề cao. Dân sự đứng dậy lượm những cuốc trong ngày đó, đêm đó và trọn ngày sau. Ai lượm ít hơn hết có 10 ô mê. Người ta căng nó ra khắp chung quanh trại quân. Thịt vẫn còn nơi răng chưa nhai thì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự, hành dân sự một tai vạ rất nặng. Người ta đặt tên chỗ đó là Kiprot Hathava, vì tại đó người ta chôn dân sự sinh lòng tham muốn. Từ Kiprot Hathava, dân sự đi đến Hát-xê-rốt rồi ngừng lại tại đó. Chương 12. Miriam và Aaron nói hành Môi-se về việc người nữ Ethiopia mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopia làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Thình lình Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, Aaron và Miriam rằng, cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây, đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi Aaron và Miriam. Hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thế và nói với người trong cơn chiêm bao. Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Như vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người. Ngài ngự đi.
Khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm thì kìa, Miriam đã bị phun trắng như tuyết. Aaron xây lại phía Miriam, thấy người đã có bệnh phun. Aaron bèn nói cùng Môi-se rằng: "Ôi lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con sảo thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ." Môi-se bèn kêu vang cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Ôi Đức Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng." Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: "Nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không mang hổ trong 7 ngày sao? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, rồi sau sẽ được nhận vào lại." Ấy vậy, Miriam bị cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày. Dân sự không ra đi cho đến chừng nào Miriam được nhận vào lại. Sau việc đó, dân sự ra đi từ Hát-xê-rốt và hạ trại trong đồng vắng Pha-ran. Chương 13. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy sai những người đi do thám xứ Ca-na-an là xứ ta ban cho dân Israel. Về mỗi một chi phái, các ngươi phải sai một người đi, mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình." Tùy theo mạng Đức Giê-hô-va, Môi-se từ đồng vắng Pha-ran sai các người này đi, hết thảy là quan trưởng của dân Israel. Đây là tên của các người ấy: về chi phái Ruben, Samua, con trai Sa-cu; về chi phái Simeon, Sa-phát, con trai của Hori; về chi phái Juda, Caleb, con trai của Giê-phu-nê; về chi phái Isaka, Di-ganh, con trai của Joseph; về chi phái Ephraim, Hô-sê, con trai của Nun; về chi phái Benjamin, Phan-thi, con trai của Ra-phu; về chi phái Sa-bu-lôn, Gát-đi-ên, con trai của Sô-đi; về chi phái Joseph, nghĩa là về chi phái Ma-na-sê, Ga-đi, con trai của Su-si; về chi phái Đan, A-mi-ên, con trai của Gê-ma-li; về chi phái A-xe, Sê-thu, con trai của Mi-ca-ên; về chi phái Nép-ta-li, Nắp-bi, con trai của Vấp-si; về chi phái Gác, Gu-ên, con trai của Ma-ki. Đó là tên những người mà Môi-se sai đi do thám xứ. Và Môi-se đặt tên cho Hô-sê, con trai Nun, là Giô-suê. Vậy, Môi-se sai đi do thám xứ Ca-na-an và dặn rằng: "Từ đây hãy lên Nam Phương và vào miền núi, rồi sẽ thấy xứ đó ra sao. Dân sự ở đó nếu mạnh yếu thể nào, nếu số ít hay nhiều, xứ dân đó ở thể nào, nếu tốt hay xấu, các thành dân đó ở làm sao, hoặc chỉ những nơi đóng trại hay là đồn lũy, đất ra làm sao, nếu màu mỡ hay là xấu, có cây cối hay là không, hãy can đảm và hái lấy trái cây xứ đó. Bây giờ nhằm mùa nho sớm." Vậy các người đó đi lên do thám xứ từ đồng vắng Xin cho đến Rê-hốp đi về Ha-mát. Họ bắt từ hướng nam đi lên đến thành Hê-bron, là nơi có A-hi-man, Sê-sai và Tanh-mai, con cái của A-nát. Và thành Hê-bron đã xây từ 7 năm trước Sô-an là thành của xứ Ê-díp-tô. Các người đến khe Ết-côn, cắt tại đó một nhành nho có một chùm nho, và hai người khiêng lấy bằng cây sào luôn những trái lựu và trái vả. Người ta gọi chỗ này là khe Ết-côn vì có chùm nho mà dân Israel đã cắt tại đó. Các người đi do thám xứ trong 40 ngày trở về. Tới rồi, bèn đến cùng Môi-se, A-rôn và cả hội dân Israel trong đồng vắng Pha-ran tại Ca-đe, mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ. Vậy các người ấy thuật cho Môi-se rằng: "Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi. Ấy, quả thật một xứ đượm sữa và mật. Này, hoa quả xứ đó đây. Mà dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn. Chúng tôi cũng có thấy con cái của Anak ở đó. Dân Amalek ở miền nam, dân Hê-tít, dân Jebusit và dân Amorit ở trong núi, dân Canaan ở gần biển và dọc dài theo mé Giô-đanh." Ca-lép bèn làm cho dân sự đương lầm bầm cùng Môi-se nín lặng đi mà nói rằng: "Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được."
Nhưng những người đi cùng Caleb nói rằng: chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anak, thuộc về giống dình dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.